được quảng bá là một trong những dự án bất động sản đình đám nhất trên địa bàn thành phố Hải Phòng, khu đô thị PG An Đồng được xem là chốn an cư lý tưởng cho người dân. Tuy nhiên, sau nhiều năm bàn giao và đưa vào sử dụng, tuyến đường chính từ khu đô thị này ra nút giao thông cầu vượt An Đồng hiện vẫn chưa hoàn thiện, khiến cho những căn nhà nằm trong diện giải tỏa nhưng chưa được di dời. Hệ quả là nhà dân bị xuống cấp nghiêm trọng mà không được phép sửa chữa. Vì sao lại có tình trạng này? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Căn nhà của gia đình anh Mai Nhật Tân nằm ngay ngã ba khu đô thị An Đồng, giao đường Nguyễn Văn Linh tại nút giao An Đồng. Từ nhiều năm nay, luôn trong tình trạng cửa đóng, then cài. Dù gia đình đã phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ để sở hữu căn nhà này, nhưng lại không được phép xây dựng, sửa chữa. Hệ quả là cả gia đình phải đi ở nhờ khi mà căn nhà đang xuống cấp và mất an toàn. Khu đô thị này đúng ra là sẽ phải mua đốt căn nhà này để mà mở đường dự án, nhưng họ sau khi họ mua căn nhà với cái bên họ chắc không làm việc với mình nữa. Mình lên cơ sở của họ trong trung tâm của họ mình để mà nói chuyện phương án với nhau, làm việc với nhau, nhưng họ không làm việc. Cho nên là họ không cho mình xây dựng, không cho sửa chữa, không cho mình buôn bán được cái gì cả, để cho mình không dùng, mình đạp cửa sập xe này không dám ở nữa, ở gây tai nạn, gây chết người, nhà cửa đổ, cho nên là không dám sửa, không được sửa luôn. Cũng theo anh Tân, gia đình đã nhiều lần đề nghị phía chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng PG có phương án hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên, thứ mà anh nhận được chỉ là sự im lặng. Dù theo quyết định phê duyệt quy hoạch, chủ đầu tư phải giải tỏa căn nhà này để thông suốt tuyến đường từ khu đô thị ra đường Nguyễn Văn Linh. Đường công chạy này, xe chạy này mà nó sập xuống cái bây giờ nó mục nát hết rồi, nó lứt lẻ hết rồi mà ở như này thì nó rất nguy hiểm tính mạng, nên mình không dám ở. Mình cứ phải để không, mà mình để không như này nó được 15 năm nay rồi. Mà không có được phương án gì cho mình để mà mình tái định cư, hoặc là mình đầu tư, hoặc là mình làm cái khác, ảnh hưởng đến kinh tế, đến cả cuộc sống của gia đình mình. Theo người dân nơi đây, sự tồn tại của căn nhà này không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống của gia đình anh Mai Nhật Tân, mà việc lưu thông từ trong khu đô thị ra đường Nguyễn Văn Linh cũng gặp nhiều khó khăn. Đấy thì tất nhiên cái nhà này thì nó cũng là có ảnh hưởng rồi. Nó bởi vì cái ngay đầu nó là chỗ khu giao thông ngã ba đi xanh đỏ mà. Đấy thì là nó cũng khuất tầm nhìn. Nếu mà mình quanh ví dụ đi từ bên trong khu đô thị này đi quanh phải. Đấy thì là nó khuất tầm nhìn. Đấy, rồi là người ta đi từ ngược lên ấy, đi vào nó cũng khuất tầm nhìn. Với diện tích 17,5 hecta, tọa lạc tại địa bàn huyện An Dương, PG An Đồng được quảng bá là chốn an cư lý tưởng, mang đến những lựa chọn về nhà ở cho cư dân. Tuy nhiên đến nay, sau nhiều năm bàn giao và đưa vào sử dụng, hiện còn khá nhiều gia đình tại khu đô thị này đang vô cùng lo lắng khi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án này. Liên quan đến phản ánh của người dân về việc chủ đầu tư dự án khu đô thị PG An Đồng không có phương án hỗ trợ di dời để đảm bảo an toàn cũng như là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các gia đình mua nhà tại dự án này, chúng tôi sẽ liên hệ với phía chính quyền địa phương cũng như chủ đầu tư dự án và tiếp tục gửi thông tin này tới quý vị trong các bản tin tiếp theo.